Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thăng Ba Du Kiệt Năm. Mình là Minh Trí. Đây là video trong chuỗi video làm bài tập lượm được bí kíp. Hồi sáng thì mình có đăng video nhờ các bậc cao minh hay là các thánh nhân có thể vào để chia sẻ ý kiến. Nhưng hầu như các bạn đều nói rất chung chung, không có một hướng đi cụ thể. Hôm nay sau một ngày mò mẫm, thật sự là một ngày mò mẫm cho các bạn. Mình đã phải ngồi cày từ sáng tới giờ mới gọi là may mắn tìm ra được bí kíp của nó. Chúng ta hãy đi vào giải bí kíp này nha. Các bạn lưu ý rằng chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng 5 lượt. Bất cứ một bước đi sai lầm nào của các bạn thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Bây giờ mình sẽ giải thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên chúng ta cần, tất nhiên là chúng ta up con bài ứng huệ của chúa này. Sau đó chúng ta sẽ gọi ra con bài rồng mặt nạ. Nếu như các bạn gọi rồng linh hồn hay là đại trắng trương thuyết thì nhiệm vụ sẽ thất bại nhá. Các bạn cần phải làm đúng 100% những bước đi mà mình đã làm thì nó mới thành công. Chúng ta sẽ tấn công để phá đi một lá bài bày của đối phương. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc lượt. Nếu như các bạn đồng tới hai lá bài này, các bạn làm gì đó thì cũng sẽ thất bại nhiệm vụ và chúng ta sẽ phải làm lại. Ở đây không phải là nó cấm chúng ta làm sai hay là cấm chúng ta sáng tạo, nhưng mà nhiệm vụ này nó đặt một mức logic lên đỉnh cực điểm, có nghĩa là như một chuỗi domino, chúng ta chỉ cần sai một bước là nhiệm vụ sẽ hoàn toàn thất bại. Ở đây liệu các bạn sẽ nghĩ chúng ta sẽ làm gì? Ở đây mà nói thật ra thì mình nghĩ chỉ có thể dựa vào may mắn mình mới có thể qua được bước này. Bước này cực kỳ khó tới các bạn. Chúng ta sẽ phải đầu tiên triệu hồi ra con bài đá trắng này, sau đó triệu hồi tiếp đặc biệt lên hôn rồng, hy sinh một con bài rồng trắng mắt xanh. Cái khó là ở chỗ này thôi các bạn. Đối với hai bài đá trắng trên thuyết, chúng ta buộc lòng phải chuyển nó về phòng thủ nha các bạn. Nếu như các bạn không chuyển phòng thủ hoặc các bạn chuyển phòng thủ một lá thì nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Để kết thúc lượt thứ hai này, chúng ta cần phải tấn công con rồng không đầu để phá hủy đi lá 37 bên kia. Chúng ta sẽ kết thúc lượt thứ hai nha. Đây là một chuỗi nhiệm vụ cực kỳ khổ nạn đấy các bạn, phải gọi là mình đã mò từ sáng đến giờ mà có thể làm được nhiệm vụ này. Và cũng không phải là gọi là nghĩ ra cách hay là tính toán hay là logic gì, mà thực sự là chỉ có thể gọi là may mắn, dựa vào may mắn mà có thể qua được ải này. Bây giờ các bạn sẽ làm gì? Đầu tiên chúng ta sẽ lấy con bài đá trắng trên tuyệt này tấn công để phá đi con 37 kia. Sau đó chúng ta sẽ hồi sinh rung trắng mắt xanh. Bây giờ chúng ta là phải chọn lựa. Nếu như các bạn tấn công vào con kỳ sĩ Gaia bảo tháp thì nhiệm vụ của các bạn sẽ thất bại nha. Chúng ta cần phải tấn công con kỳ sĩ không đầu này. Nếu như các bạn tấn công vào kỳ sĩ Gaia bảo tháp thì ở lượt sau con kỳ sĩ này nó sẽ chuyển sang tư thế phòng ngự và nhiệm vụ của các bạn sẽ thất bại. Mình sẽ giải thích ở lượt cuối nha. Bây giờ các bạn cần phải tấn công con kỳ sĩ không đâu này. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc lượt thứ ba. Chúng ta sẽ dùng rung trắng mắt xanh tấn công một trong hai. Ở tới bước này thì các bạn có thể thoải mái chọn lựa nhá. Sau đó dùng hợp con bài rung ba đầu và kết thúc lượt thứ tư. Bây giờ thì một số bạn đã có thể thấy được sự dễ dàng của nó đâu chị gì. Nhưng mà nếu các bạn xem lại những bước vừa rồi hoặc là các bạn thử hình dung thì sẽ rất khó nhá. Chúng ta chỉ cần sai một hành động thì không phải là triệu hồi hay là phòng ngự hay là tấn công. Chúng ta chỉ cần sai một hành động triệu hồi hay là tấn công hay là phòng ngự hay là triệu hồi con đầu tiên hay con thứ hai thì nhiệm vụ sẽ thất bại.
Các bạn thấy ở đây, điểm LP nó tính toán đến con dư 50 điểm LP nha các bạn. Hầu như không sai lệch điểm LP nào. Bây giờ mình sẽ dùng rút trắng mắt xanh để tấn công phá đi con bay ống vẹp của nó. Vừa khít đinh lịch nha các bạn. Mình còn 50 điểm LP và đối phương cũng vừa cái tốc điểm LP của nó. Như vậy là sau một ngày trời đất thì mình đã hoàn thành được nhiệm vụ. Đây là một nhiệm vụ theo như mình thấy thì gọi là cực kỳ khó khăn. Và nếu như không phải nhờ vào may mắn thì mình không thể nào qua được nhiệm vụ này. Các bạn hãy xem lại nha. Tất nhiên mình nghĩ đây là nhiệm vụ rất khó khăn và không phải đơn giản như các bạn. Và không phải đơn giản như các bạn nghĩ rằng cứ mở cuối video lên và xem cách mình làm và nói đây là nhiệm vụ đơn giản. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và cũng như các bạn đã góp ý rất nhiều vào ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.